Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin những vết đen trong sự nghiệp của bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã là cựu Chủ tịch Quốc hội, là người phụ nữ từng giữ chức vụ cao nhất trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu rằng bà Ngân có phải là người xuất sắc hay không? Ngồi ở ghế quyền lực lớn nhất trong ngành lập pháp, bà Ngân đã làm được những điều gì? Và điều đặc biệt, bà Ngân từ trải qua các chức vụ bên chính phủ trước khi bà lên chức Chủ tịch Quốc hội, liệu rằng bà có điều hành cơ quan lập pháp hiệu quả hay không? Xét về mặt đảng, bà Ngân là một đảng viên nên bà sẽ đảm nhận nhiệm vụ của đảng giao để chăn dắt Quốc hội gật đầu, đồng ý những điều mà đảng đặt ra. Luật pháp hiện nay không rõ ràng, gây khó khăn cho xã hội. Đấy là điều mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã than phiền, chứ không phải mới bây giờ. Tuy nhiên, dù chức vụ Chủ tịch Quốc hội được phá rào, trao cho một người phụ nữ, thì dường như luật pháp cũng chẳng khá gì hơn. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đất nước có bình yên hay không? Dân có cảm thấy an toàn hay không? Nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là luật, thứ nhì là thi hành luật. Cả hai yếu tố này được làm thật tốt thì xã hội sẽ bình yên và đất nước phát triển. Vấn đề làm luật là vấn đề muôn thuở. Quốc hội Việt Nam là loại đảng cử dân bầu, nhưng chất lượng đại biểu rất yếu kém. Tuy nhiên, tập thể đã yếu kém mà lãnh đạo cũng yếu kém thì nó kéo theo vấn đề làm luật ở Việt Nam rất tệ hại. Một quốc gia mà có luật pháp bất cập thì nhân dân sẽ không có bình yên. Xã hội Việt Nam từ nhiều năm nay không hề có bình yên. Đấy là điều mà ai cũng có thể nhận ra. Mà luật pháp bất cập chồng cháu lên nhau thì người chịu trách nhiệm lớn nhất là Chủ tịch Quốc hội chứ không phải ai khác. Và bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người làm chính trị lâu năm, nhưng liệu rằng bà có thể để lại sản phẩm gì mà người dân có thể ghi nhận được hay không? Hay là 5 năm trôi qua với chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhạt nhẽo cũng trôi đi? Người đàn bà vô cảm là thông tin mà mạng xã hội thường chia sẻ về người phụ nữ này. Sau phiên tòa giám đốc thẩm ô nhục của Hội đồng 17 thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao vào tháng 10 năm 2020 với vụ án Hồ Duy Hải, lúc đó dư luận bức xúc đặt tên là Hội đồng Giao Thớt, thì cả xã hội đã bất bình. Người dân lúc đó kỳ vọng vào bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên tiếng công đạo tại Quốc hội. Thế nhưng sau 5 tháng, qua 2 kỳ họp Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cứ bảo chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan đó là ai, trong khi Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định đó là trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng vào ngày 24 tháng 11, trả lời chất vấn cử tri Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lại không có chính kiến gì và pháo thác cho Đào Phủ Nguyễn Hòa Bình ra quyết định. Bà Ngân nói rằng, do có ý kiến khác nhau nên sau phiên tòa giám đốc thẩm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét lại. Do đó, vụ án đến nay vẫn chưa thi hành án, còn oan hay không thì đề nghị cử tri chờ ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân về thực hiện quyền tư pháp. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân đang quay lưng với vụ án Hồ Duy Hải. Câu trả lời của bà Kim Ngân thật vô cảm, vô lương. Nó như một con bò nhai lại mớ rơm đã khô vậy. Trước đó vào ngày 24 tháng 6, cũng tại Cần Thơ tiếp xúc với hơn 300 cử tri là cán bộ hưu trí, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó cũng cho rằng vụ án đang được xem xét nên không có cơ sở nói oan hay không. Cử tri để cơ quan có trách nhiệm xem xét lại và sẽ có báo cáo. Thử hỏi cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền mà bà Kim Ngân nại ra đó là cơ quan nào? Trong một đoạn khác, bà Kim Ngân cũng thừa nhận đây là vụ án phức tạp kéo dài 11 năm. Vụ án này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và có báo cáo. Tuy nhiên, vừa rồi, sau phiên giám đốc thẩm, dư luận có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến nói đúng, có ý kiến nói oan. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Tư pháp xem xét lại báo cáo thẩm tra để các cơ quan có trách nhiệm ngồi lại nghe báo cáo. Và hành động của bà rõ ràng là muốn né tránh trách nhiệm, mà trách nhiệm đó lại liên quan đến sinh mạng của con người. Cũng theo thông tin từ chính thức từ báo chí nhà nước, thì ngoài những bất cập vi phạm tố tụng của phiên tòa giám đốc thẩm của Hội đồng Giao Thớt trong 5 tháng vừa qua đã có thêm rất nhiều ý kiến và kiến nghị. Nhiều diễn biến mới, chứng cứ mới củng cố thêm nỗi oan của Hồ Duy Hải cũng như những sai phạm của các cơ quan tố tụng. Và bà cựu Chủ tịch Quốc hội này cũng nổi tiếng với việc may áo dài lãng phí và miệt thị người dân.
Hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân may 300 bộ áo dài với giá trị cả rất nhiều triệu đồng mỗi độ làm người dân Việt Nam nghĩ đến việc bà đệ nhất phu nhân, vợ của nhà độc tài Marcos của Philippines. Bà này cũng nổi tiếng về việc mua sắm y phục xa hoa và rất lãng phí. Tất nhiên, để cung phụng cho người vợ thích làm đẹp thì ông Marcos đã trở thành một tổng thống tham nhũng nhất lịch sử Philippines. Đấy là hình ảnh dùng quyền lực kiếm tiền để trưng diện. Tất nhiên là bà Marcos đã dùng tiền tham nhũng của chồng. Đây là hình ảnh gần như chưa ai thấy bà Nguyễn Thị Kim Ngân mặc một chiếc áo dài xuất hiện hai lần trước công chúng. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì sao? Bà cũng trưng diện quá mức, quá hoang phí. Người ta liên tưởng đến một Marcos phiên bản Việt Nam với 300 bộ áo dài tương đương với 30 tỷ đồng, với lương 18 triệu đồng mỗi tháng. Người ta tính ra phải mất 139 năm thì lương bà Ngân mới đủ mua 300 bộ áo dài đó. Như vậy là ai cũng hiểu là chỉ có tham nhũng mới có thể hoang phí đến như vậy. Với nước Philippines thì người ta sẽ lật tẩy tổng thống tham nhũng Marcos, nhưng tại Việt Nam thì đã vào tứ trụ thì được miễn nhiệm với luật pháp. Luật pháp Việt Nam không bao giờ đụng đến những nhân vật đã từng đứng trong tứ trụ, dù người đó là người có sai phạm khủng như trường hợp ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Ngoài chuyện lãng phí như thế, bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn từng miệt thị người dân bằng lời nói trịnh thượng rằng đã làm được gì cho đất nước chưa. Trong khi đó, người dân hàng ngày làm động vất vả để đóng góp siêu cao thuế nặng cho đảng, tiêu dùng, và quan trọng nhất là tiền mua sắm áo dài đắt tiền của bà Ngân cũng là từ tiền thuế của người dân mà ra khi bà lấy công quỹ để mua. Làm chủ tịch Quốc hội, bà Ngân còn ủng hộ Quốc hội ra luật buộc luật sư phải tố thân chủ. Một điều luật rất phi lý, nó vi phạm đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Ngoài ra, bà còn để lại tai tiếng lớn khi để 9 người trong chuyến công du của bà sang Hàn Quốc trốn ở lại. Đây là nỗi nhục quốc thể. Và tiếp tục đặt câu hỏi là liệu bà Ngân có để lại vết son gì không? Nói về vấn đề cho sử dụng đồng nhân dân tệ ở Việt Nam, bà Nguyễn Kim Ngân đã từng nói, có người vi hiến. Liệu có vi hiến hay không, có vi phạm pháp luật hay không, vì trên một đất nước mà sử dụng hai đồng tiền? Phải trả lời câu hỏi này, tất nhiên quy định này chỉ ở khu vực biên mậu, tức là khu vực thương mại ở biên giới thôi, nhưng cũng phải xem xét lại. Không biết vì động cơ gì mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân bất chợt mở miệng trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào trung tuần tháng 9 năm 2018. Đây là một lần hiếm hoi mà bà Ngân tỏ ra quan tâm đến ý kiến trái chiều của người dân và giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Đây là hình ảnh lần ít ỏi bà Ngân có ý kiến hợp lòng dân. Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, khi những phát ngôn của bà Ngân được báo Thanh Niên tường thuật nguyên văn, toàn bộ nội dung phát ngôn đó đã biến mất khỏi bài báo. Và hiện tượng bài báo bị xóa, thông tin xấu độc về tuyên ngôn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân xảy ra trong bối cảnh hàng trăm nhân sĩ, trí thức gửi một kiến nghị thư cho giới chóp bu Việt Nam yêu cầu xóa bỏ thông tư số 19 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam được dùng đồng nhân dân tệ. Đồng tiền này của Trung Quốc được dùng để thanh toán. Có lẽ vì bà Ngân đã từng làm Thứ trưởng Bộ Tài chính nên bà đã nói theo lời đúng lương tâm và nghiệp vụ mà bà đã được đào tạo. Có thể xem đấy là điểm son ít ỏi trong 5 năm ngồi ở chiếc ghế chủ tịch quốc hội của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngoài một điểm son nhỏ này ra thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân hoàn toàn không để lại ấn tượng tốt đẹp nào trong mắt người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Những vết đen trong sự nghiệp của bà cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.